Em ơi, cảm ơn em nhá. Đã mua dùng và lại tiếp tục đặt hàng cho nhà chị. Đợt này là chị ship cho em này 3 con dao băm này, 10 con dao chặt này và 10 con dao thái, cộng với cả là 3 cái con dao thái rau nhá. Nhận được hàng thì có gì thông tin lại chị nhá. Lần sau đặt hàng thì em đặt sớm sớm giúp cho chị cái nhá. Ví dụ như là ngày em định lấy thì em đặt dôi ra cho chị khoảng tầm 3-4 ngày đi, để làm cho nó không bị cập dập cho em nhá. Nhận được hàng thì thông tin lại chị nhá. Chị cảm ơn em nhiều nhá.